Nghệ sĩ Hề Sa qua đời, thọ 80 tuổi. Gia đình nghệ sĩ Hề Sa cho biết ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi. Nghệ sĩ Hề Sa tên thật là Lê Văn Sa, sinh năm 1941 tại Long Bình, Thủ Đức, nay là quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ông là nghệ sĩ hài có giọng ca theo trường phái vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường. Ông chuyên mang lại tiếng cười cho khán giả qua những vai hài và bài vọng cổ hài trên sân khấu cải lương. Chị Ngân, con gái của nghệ sĩ Hề Sa cho biết, ba tôi nhập viện cách đây 2 tuần do tràn dịch phổi, suy tim, thận nặng. Ông vừa bị thêm chứng xuất huyết bao tử, dù đã được các bác sĩ của bệnh viện Nguyễn Trãi tận tình cứu chữa, nhưng ba tôi đã ra đi vì quá kiệt sức. Là nghệ sĩ sớm phát hiện mình có năng khiếu ca hát, Hề Sa từng tâm sự ông theo nghề hát từ lúc 15 tuổi. Ông đặc biệt yêu thích cách ca vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường, bởi nghe radio rồi hát nhẩm theo nên lầm. Ông quyết học theo phong cách thần tượng và tự nhận nghệ sĩ Văn Hường là sư phụ. Năm 16 tuổi, ông trốn nhà theo gánh hát, mong ước được sớm bước lên sân khấu biểu diễn. 2 năm sau, khán giả bắt đầu biết đến tiếng hát Hề Sa trên sân khấu đầu tiên là đoàn Tiếng Vang Thủ Đô. Sau đó, ông chuyển về đoàn Thủ Đô 1 và may mắn được một lần thế vai Quái Kiệt 7C diễn chung sân khấu với Hoàng đế Đĩa Nhựa Tấn Tài và nghệ sĩ nữ Trương Ánh Loan. Đó là sự kiện vô tiền khoáng hậu khi mà một kép trẻ mới về đoàn đã được tin tưởng giao thế vai một nghệ sĩ cây đa cây đề như Quái Kiệt 7C. Sau đó, Hề Sa về đoàn Trăng Mùa Thu, rồi Kim Chung, diễn cùng với Tấn Tài, Lệ Thủy, được ông bầu Kim Chung cử sang Pháp biểu diễn cùng đoàn, tạo tiếng vang khi được khán giả kiều bào yêu thích. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, Hề Sa thừa hưởng cách ca của Văn Hường, nhưng ông làm mới trong cách thể hiện bài vọng cổ và biết cách diễn xuất, để mỗi vai tuồng của mình đều có nhiều sáng tạo khiến khán giả thích thú. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của nghệ sĩ Hề Sa được tổ chức tại Chùa Thiên Phước. Lễ tẩm liệm lúc 11 giờ ngày 25 tháng 12, lễ động quan lúc 11 giờ ngày 27 tháng 12, sau đó an táng tại Nghĩa Trang Bình Dương.